Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng như em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 28 tháng 4 năm 2020, thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến rất nhiều những cái mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển, và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn cái mặt hàng hiện tại bên em đang có. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một số những chế phẩm dành cho hoa lan. Thì chế phẩm dành cho hoa lan bên em hôm nay có kích kizi đỏ với giá là 70.000 cho một ống, kích kizi xanh với giá là 60.000 cho một ống, và siêu da rễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ. Hai cái loại phân bón NPK với tỷ lệ là 30-10-10 TE và NPK tỷ lệ là 20-20-20, đồng giá là 35.000 cho một lọ. Và ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát 12-12 TE, 31-88 TE, 31-88 và 22-10-10 TE, em bán đồng giá với giá là 35.000 cho một lọ. Và em có cái gói diệt rệp và các loại sâu bệnh gây hại với giá là 25.000 cho một gói. Kim suốt thuốc diệt trừ các loại bệnh gây hại cho cây trồng với giá là 30.000 cho một gói. Atonic với giá là 12.000 cho một gói. Và đặc biệt em có sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi, không có lẫn chất bảo quản cũng như là không có lẫn tạp chất, một lọ với thể tích 10ml. Em bán với giá là 40.000 cho một lọ, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Dạng treo thì cô chú anh chị có thể treo trong phòng khách, phòng ngủ hoặc là treo trên xe, trong phòng làm việc có tác dụng diệt khuẩn làm sạch không khí. Ngoài ra nó tạo mùi hương rất là tuyệt vời. Còn dạng nhỏ giọt mình có thể sử dụng để xông tinh dầu hoặc là sử dụng để xoa bóp cũng rất là tiện dụng nhé. Còn dạng lăn này thì mình có thể sử dụng để lăn xoa bóp rất là tiện dụng luôn. Và lăn xoa bóp trong những trường hợp như mình bị đau đầu hay là đau cơ thì lăn xoa bóp nó giảm đau rất là nhanh. Đây là sản phẩm từ tự nhiên là rất là lành tính đối với sức khỏe, và hàng thì sản xuất tại địa phương không qua trung gian nên là đảm bảo về chất lượng cũng như là về cái giá thành mà rất là rẻ, không nơi nào cô chú anh chị có thể mua được. Rồi tiếp theo sang bên này thì rất là nhiều những cái mặt hàng lan mà hôm nay bên em cập bến ạ. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị những cái dòng hài rất là đẹp mà rất đáng sưu tầm. Và cái dòng hài hiện tại thì theo em được biết thì nói chung là rất nhiều những người ta hiện tại thì cũng đang chuyển sang chơi lan hài rất là nhiều. Và cái dòng hài này thì thực sự nó rất là dễ trưng, trong dễ trưng ạ, dễ trưng ở trên những cái bàn trong khi mà nở hoa hoặc là cái hàng đang lá thì cũng có thể trưng để ngắm lá ngắm hoa này. Ở đây thì trước tiên đó là dòng hài mốc hồng. Hài mốc hồng thì em bán với giá là 150.000 cho 1 kg hài mốc hồng cô chú anh chị nhá. 150.000 cho 1 kg hài mốc hồng. Dòng hài này thì cây bé nhỏ như vậy nhưng mà khi mà ra hoa thì bông hoa thật sự là rất là to. Cái bông hoa này nó có thể độ to của nó có thể lên đến to bằng cái quả trứng vịt, trứng gà cô chú anh chị nhé, rất là to luôn. Và đây chính là cái mặt hoa rất là xinh của dòng lan hài mốc hồng này cô chú anh chị nhé. Và em bán từ 0,3 kg trở lên này, em bán từ 0,3 kg trở lên. Và bên này đây chính là cái dòng lan hài Helen, được mệnh danh là những nàng công chúa tóc vàng. Và cái hàng này thì phân bố rất là hẹp, chủ yếu là ở cái vùng miền phía Cao Bằng bên em mới có thôi cô chú anh chị nhé. Còn cô chú anh chị mà muốn sưu tầm hài Helen nữa ở những vùng khác thì chắc chắn là không có đâu. Cây hài Helen thì là cũng nhỏ nhỏ và khi ra hoa thì cực kỳ là xinh luôn, hoa rất là bền cô chú anh chị này. Mệnh danh là những nàng công chúa tóc vàng rất là đẹp như vậy, với giá là 420.000 cho 1 kg. Và em cũng bán từ 0,3 kg cô chú anh chị nhé. Và bên này là hài Trần Liên, cũng là một trong những dòng hài đẹp, được gọi là một trong những cái loại hài đẹp nhất trong các dòng hài của Việt Nam nhé. Và hài Trần Liên này em cũng bán với giá là 420.000 cho 1 kg. Và dòng hài Trần Liên này cũng phân bố rất là hẹp và hàng hiện tại thì cũng khá là khan hiếm dần rồi. Em nghĩ rằng là một vài năm nữa thôi thì cái hàng này chắc chắn là người ta sẽ phải bán theo cây. Mà hiện tại thì em thấy là một số nơi người ta cũng đã bán theo chia theo phần theo cây để người ta bán rồi nhé cô chú ý chị. Với giá 420.000 cho 1 kg thôi. Và bên này đây thì em có dòng lan Nhất Điểm Hoàng. Nhất Điểm Hoàng thì thời điểm bây giờ cũng là dòng đang hoa đang nụ này,
đang hoa đang nụ vào mặt hoa của dòng nhất điểm hoàng thì cũng rất là xinh cô chú anh chị ạ. Hàng này thì đang hoa rồi nhé, xin lỗi cô chú anh chị là nó đã nở hoa rồi, hiện tại thì hoa đã gần tàn rồi nên là cô chú anh chị không thấy được cái vẻ đẹp của dòng nhất điểm hoàng này. Hoa thì rất là sai luôn và bông hoa cũng xinh xắn như vậy này cô chú anh chị này. Nói chung là rất là xinh luôn, khi mà lên giò sổ hết hoa thì rất là đẹp. Em bán với giá 80.000 cho 1 kg nhất điểm hoàng. Và cô chú anh chị nào lấy từ 2 kg trở lên em sẽ để lại với giá đẹp. Cô chú anh chị nhìn này, cả một bó như vậy là hoa sai chi chít luôn. 2 kg với giá sẽ chỉ còn có 150.000 thôi. Và bên này là dòng lan vũ nữ Mitonia, cô chú anh chị nhìn này, hàng hôm nay thì về thực sự là rất là đẹp luôn. Và em nhìn thấy đa số cái hàng này thì chắc là sẽ sổ hoa màu tím, tím đỏ rất là đẹp nhá. Tại vì hiện tại cô chú anh chị có thể nhìn thấy những cái nụ rất là lớn rồi và có sắc màu tím như thế này. Và đây cô chú anh chị có thể xem, nó có thể sổ ra cái mặt hoa như thế này, em nghĩ là như vậy. Hiện tại thì nó chưa nở nên là cũng chưa biết được. Đây này, em nghĩ rằng là nó sẽ nở ra cái màu này, khả năng là sẽ nở ra màu này. Đây, màu này, khả năng là sẽ màu nở ra cái màu tím này cô chú anh chị này. Đó. Và cái hoa của cái dòng này thì rất là thơm nhá. Bền, độ bền là trên, độ bền của nó có thể trên trên 45 ngày và bông hoa thì to bằng cái bàn tay luôn. Bông hoa to bằng bàn tay luôn. Và một cái chậu như thế này cô chú anh chị có thể nhìn cho em ạ. Một chậu như thế này, hàng này là hàng tuyển chọn của bên em nhá. Và 2 4 5, nói chung là ít nhất là 5 vòi hoa, ít nhất là 5 vòi hoa mà trên mỗi một vòi hoa thì rất là nhiều nụ như thế này cô chú anh chị này. Đó. Và một chậu như vậy thì em chỉ bán với giá là 160.000 thôi cô chú anh chị nhá. Và với số tiền 160.000 cô chú anh chị có thể sưu tầm được cho mình một cái giò lan khi mà nở thì quá là rực rỡ luôn đúng không ạ? Quá là rực rỡ luôn. Một chậu như vậy thì có đến 5 vòi hoa. Mỗi một vòi hoa thì trên rất là nhiều bông hoa, mỗi một vần hoa, mỗi một bông hoa thì rất là to luôn nhá. Thơm, độ bền trên độ bền của nó em sẽ nhắc lại là trên 45 ngày. Thực sự đây là một cái dòng lan phải nói là rất là đáng sưu tầm. Và cô chú anh chị muốn sở hữu những cái chậu vũ nữ Mitonia đang nụ đẹp lộng lẫy như thế này thì có thể nhắn tin gọi hoặc là gọi điện đặt hàng thật là nhanh nhá. Rồi tiếp theo sang bên này là em có cái dòng lan hồ điệp này. Hồ điệp này thì em có hai màu, hồ điệp này là hồ điệp hàng đại, hoa đại cắt ngồng của chú anh chị nhá. Em có hai màu, đó chính là màu vàng là màu rất là hot và màu đỏ nhá. Màu đỏ, màu vàng thì lá tròn tròn nhỏ nhỏ như vậy thôi này. Và những cái cây lá màu đỏ thì rất là to luôn. Cây rất là to, bản lá nó to hơn rất là nhiều. Đó, những cái chậu hồ điệp này em xin phép bán đồng giá là 50.000 cho một chậu. Nói chung là cái lô này về thì em rất là ưng ý. Bình thường là những cây lá như thế này này, hồ điệp lá to, hàng đại như vậy thì cái lá của nó dập rất là nhiều. Nhưng mà cái lô này về thì cái sự lỗi lá là rất là ít luôn. Cô chú anh chị nhanh tay sưu tầm cho mình những cái giò hồ điệp đẹp ạ. Còn bên này là dáng hương đuôi chồn, những cái chậu đuôi chồn này. Đó, những chậu đuôi chồn, hàng này thì em thấy là rất là sai hoa. Hàng hiện tại là đang nụ nhé cô chú anh chị nhé. Có cây 3 nụ luôn cô chú anh chị này. Đó, nó không có to mập đẹp lắm nhưng mà đây, như chậu này 4 nụ lên luôn. 4 nụ hoa luôn nhé. Hàng này về cô chú anh chị sang chậu để chăm, sang năm mình chơi hoa nhé. Tại vì bây giờ nó nở hoa rồi ạ. Đa số là nở hoa rồi nên là chủ yếu là em bán hàng giống thôi. Với giá là 140.000 cho một chậu dáng hương đuôi chồn. 140.000 một chậu dáng hương đuôi chồn. Dòng hoa rất là sai và hoa thơm, rất là thơm này, bền lắm cô chú anh chị nhé. Hoa rất là bền. Và bên này là dòng đai châu rừng bắc trụ, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Đai châu rừng bắc trụ, hàng hôm nay về mướt luôn như thế này. Hàng bản lá mít, lá to rất là đẹp. 1 kg rơi vào khoảng tầm 3 cho đến 7 cây trên 1 kg. Em bán với giá là 600.000 1 kg. Và hàng hiện tại thì đang bắt đầu lên mầm gốc như vậy, lan ra ra rễ như vậy nhá. Đây là thời điểm đẹp để cô chú anh chị có thể ghép cho mình những giò hoa chơi Tết thật là tuyệt vời trong Tết này. Còn bên này là dòng châu Thái này cô chú anh chị này. Dòng châu Thái hàng kg cũng là hàng bản lá ngắn, lá xếp mít rất là đẹp như thế này. Và 1 kg chắc là sẽ rơi vào khoảng tầm cũng 4 cho đến 8 cây, 4 đến 8 cây trên 1 kg. Em bán với giá là 580.000 cho 1 kg. Đó, châu Thái 580.000 cho 1 kg. Thì hàng châu Thái này thì đây là hàng bắc trụ nên là nó có lỗi lá nhẹ. Lỗi lá nhẹ cô chú anh chị nhá, có lỗi lá nhẹ ạ. Để cô chú anh chị nhìn cho em chứ không có, nói chung là lỗi lá rất là nhẹ thôi như vậy nhá. Hàng châu Thái thì sẽ có rất là nhiều màu sắc đẹp. Còn châu rừng thì
Nói chung là nó sẽ không có bị lỗi lá. Còn tiếp theo sang bên này là dòng lan đùi gà của vùng Cao Bằng. Lô đùi gà về rất là ít hàng, thì bây giờ gà của vùng Cao Bằng thì nói chung là rất là ít. Lâu lắm rồi em mới về một lô này. Và gà của vùng Cao Bằng, cô chú anh chị có thể nhìn cho em một cái bông hoa mà hiện tại đang nở rất là xinh. Và gà của vùng Cao Bằng cô chú anh chị có thể nhìn thấy là họng tim này. Thân thì gà dẹt nhưng mà ra hoa sổ ra toàn những cái bông gà tròn, cánh bầu tròn đẹp tuyệt vời như thế này cô chú anh chị nhé. Đó, khuôn bông hoa rất là đẹp và bông hoa to nhé. Em bán gà tròn của vùng Cao Bằng này với giá là 220.000 cho 1 kg. Lượng hàng về ít ạ. Hoàng thảo Nghệ Tâm. Hoàng thảo Nghệ Tâm thì cô chú anh chị nhìn này, hoa rất là xinh luôn. Lên giò rủ xuống thì hoa cực đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhé. Cây nhỏ nhỏ, rối tinh như vậy thôi nhưng mà hoa rất là đẹp. Một bó như vậy em bán với giá là 50.000 cho một bó Nghệ Tâm. 50.000 một bó Nghệ Tâm, mình được giò rất là xinh luôn. Đó, rất là có giò thì đang nụ rồi, có cây thì đã hoa rồi cô chú anh chị ạ. Đang nụ. Còn bên này là kiếm đỏ Bắc Đô. Hoa rất là thơm cô chú anh chị này. Hoa cực sai trên mỗi một vòi hoa và hoa rất là thơm luôn nhé. Với giá em bán 100.000 cho 1 kg. Tiếp theo bên này là dòng lan gì đây nhỉ? Thạch Hồng Tía đang nụ đẹp tuyệt vời. Một dòng lan và một vị thuốc cực kỳ là quý. Dòng lan này thì trước đây khi mà còn ít hàng á, cái hàng này thì người ta thường dùng để mà tiễn vua cơ, tại vì hoa cái hàng này nó là một dược liệu tuyệt vời. Em bán với giá là 360.000 cho 1 kg. Hoàng thảo Long Nhãn. Hoàng thảo Long Nhãn bây giờ thì nó đang nụ nhá, hoa cánh vàng độ, họng đen rất là đẹp. Long Nhãn em bán với giá là 100.000 cho 1 kg, đang nụ. Tuy nhiên thì nụ nó rất là lớn rồi nên vận chuyển đóng gói thì cũng hỏng nhiều. Nên là em chỉ bán hàng giống thôi chứ không bao nụ nhá. Còn bên này là Sơn Thủy Tiên. Lô Sơn Thủy Tiên đẹp rực rỡ luôn cô chú anh chị này. Một số cây thì đang hoa. Cánh sáp bóng. Cánh sáp bóng vàng óng đẹp tuyệt vời như thế này. Đó, những cái bông hoa ở trên cái chùm bông rất là dày dặn đẹp. Nói chung là hàng đang nụ nhé, đang nụ chủ yếu, một số cây thì đang hoa rồi. Nhưng mà hàng này thì nụ lớn như vậy nên là vận chuyển đóng gói về thì nó cũng sẽ nụ mất nụ còn. Chủ yếu giống thôi cô chú anh chị này. Sơn chỉ Thủy Tiên, em bán với giá là 220.000 cho 1 kg. Bên này là Thanh Đạm Sữa. Thanh Đạm Sữa em bán với giá là 60.000 cho 1 kg thôi. Hoa chùm trắng sữa, dễ thuần, dễ chăm. Bên này là dòng lan kiếm Lô Hội. Cũng hàng cũng đang nụ này, hàng bản lá ngắn lá to, cắt tỉa kỹ với giá là 80.000 cho 1 kg thôi. Và bên này là hài vệ nữ nhá, hay còn gọi là tiên hài, với giá em bán cũng 80.000 cho 1 kg. Và bên này đây là hôm nay em về cái dòng lan điện lan Mạc Xuân. Mạc Xuân hay là Mạc Quân Tử, hoa nở đúng vào dịp Tết luôn, hoa cực kỳ là thơm. Hoa rất là thơm luôn cô chú anh chị nhá, và có thể sổ ra những cái mặt bông rất là giá trị. Dòng lan Mạc Xuân này em bán với giá là 100.000 cho 1 kg, dòng địa lan Mạc Xuân. Và bên này là trầm tím rừng Myanmar, hàng Bắc Vườn. Tức là ở đây là những cây hàng người ta hàng thanh lý, hàng năm ngoái, hàng gãy dập ấy, thanh lý ấy. Nhà vườn người ta mang về trồng và bây giờ thì là đã lên những cái thân tơ này, đang cho thân tơ, đang cho nụ nhá, chuẩn bị cho hoa. Cô chú anh chị nhìn này, cái sắc tím cực kỳ là đậm luôn, hoa thơm nức mũi luôn cô chú anh chị nhá. Đó, hiện tại thì hàng đang nụ và đang lên mầm rất là xinh như vậy. Em bán hàng trầm tím, hàng rừng này, hàng Bắc Vườn này, trầm rừng Bắc Vườn này với giá là 900.000 cho 1 kg. Đó, 900.000 cho 1 kg, hàng trầm đang lên mầm rất là xinh. Hàng này thì bây giờ làm giống thì quá là ổn luôn. Rồi tiếp theo sang bên này là lô Trần Mộng Xuân này cô chú anh chị này. Trần Mộng Xuân, một cái dòng lan gắn hoa rất là đẹp, gắn liền với lại cái huyền thoại về giấc mộng vua Trần. Mỗi dòng lan mà nở đúng Tết và rất là nổi tiếng luôn đúng không ạ? Cô chú anh chị chắc chắn là không ai là không biết đến cái dòng hoa rất là tuyệt vời, dòng Trần Mộng Xuân rất là tuyệt vời này. Thì hàng này cô chú anh chị có thể nhìn thấy là có những cây lá nó vàng vàng như vậy. Tức là những cây này là người ta đang phơi, đang cho rất là nắng nhiều. Nó bị dại nắng nhé, vàng dại nắng như vậy các cô chú anh chị nhé. Em bán với giá là 100.000 cho 1 kg. Đây là cái thời điểm cô chú anh chị có thể ghép trồng những cái chậu Trần Mộng để có thể có những cái giò hoa chơi Tết ạ. Trần Mộng Xuân 100.000 cho 1 kg và em bán từ 2 kg trở lên. 2 kg trở lên cô chú anh chị nhé. Một khóm như thế này chắc là sẽ phải rơi vào khoảng tầm 3 kg. Đấy thì cô chú anh chị nếu như lấy 2 kg em có thể tách khóm cho cô chú anh chị.
Hàng này thì mình trồng nếu mà chưa đến mùa hoa thì mình có thể ngắm thân lá cũng sẽ xanh, vườn cũng rất là đẹp. Còn độ bền của hoa thì cũng phải tầm trên 2 tháng. Tiếp theo bên này là dòng lan kiếm Thái hoa vàng này. Kiếm xanh Huế Thái nhá. Cái dòng kiếm mà có mặt hoa phải nói là xuất sắc luôn. Kiếm xanh Huế Thái này. Một chậu kiếm như vậy có ít nhất là 3 tép của chú anh chị này. Em bán với giá là 130.000 cho một chậu kiếm xanh Huế Thái. Đây, cái chiều dài của nó là trên cái dài phải trên 30 cm, bản lá to đẹp nhé các chú anh chị nhé. 130.000 cho một chậu kiếm xanh Huế Thái mướt, bản lá to đẹp như vậy này. Còn bên này là dòng đai châu Thái, hàng chậu nhựa. Những cây đã trưởng thành và chắc chắn những năm chậu này thì năm nay sẽ cho cô chú anh chị những cái vòi hoa tuyệt vời, rất xinh luôn nhé. Toàn là những cây bản lá mít thôi này. Và một chậu châu Thái hàng chậu nhựa và không lỗi lá đẹp như thế này. Em bán với giá là 150.000 cho một chậu. 150.000 cho một chậu. Em có các màu sắc, đó là màu trắng này, màu đốm đậm này, màu tím đỏ này, và màu 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 đỏ sắc pháo nhé các chú chị nhé, màu hồng sắc pháo ạ. Đó, toàn là những cây bản lá mít. Với khoảng cách giữa hai tán lá là cũng phải tầm trên 25 cm, 20-25 cm hết rồi. À, tầm trên trên 20-25 cm hết nhé, khoảng cách giữa hai tán lá khoảng tầm 22 cm trở lên. Họ cứ tính là như vậy đi. Còn bên này thì em có một cái rề bạch ngọc đuôi công. Một cái dòng điện lan kiếm hoa Tết, nở Tết vừa thơm vừa đẹp. Cái rề kiếm bạch ngọc đuôi công này em bán với giá là 220.000 cho rề này. Và bên này là một cái phần xích ngọc. Đấy, một phần xích ngọc để được giò đẹp luôn, và một cái rề bạch ngọc đuôi công này. Đó, cả hai cái chỗ này em bán với giá là combo này em bán 200.000, 200.000. Rồi tiếp theo sang bên này là em có một số những cái combo nhé, một số combo. Combo đầu tiên à, cái lô đùi gà là đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt cái chỗ này em bán với giá là bao nhiêu nhỉ? Rồi, lô gà dẹt này thoải mái cô chú anh chị về ghép vài giò khủng, hai giò khủng luôn. 190.000 cho lô gà dẹt này. Và một cái combo gồm có vôi này đang lên mầm gốc chi chít luôn. Hai cây chồn này, rồi là combo các loại phi điệp vàng, rồi là ngọc thạch, rồi là môi tua, rồi kiều vàng gì đó, rất là nhiều loại. Cái combo này em bán với giá là 150.000 nhá, 150.000. Một phần hương vani này em bán với giá 80.000, hàng đang chuẩn bị cho nụ. Và hoàng thảo lụa vàng em bán với giá 200.000 cho 1 kg. Và một cái phần hoàng thảo kèn này, hiện tại thì hàng giống thôi, đang lên mầm nhé cô chú anh chị nhé, đang lên mầm mới, cây thân già mẹ thì rất là khỏe đẹp. Hàng này đây cũng vẫn còn cây này đang nụ này. Cái phần hoàng thảo kèn này em bán với giá là 300.000 cho phần hoàng thảo kèn này. Và một cái combo thứ hai là cái gì đây nhỉ, hoàng thảo thập hoa này, đùi gà tròn này, đùi gà tròn, đùi gà cao bằng nữa, môi tua này, vảy rồng này, đó, cái combo rất là nhiều này. Em bán với giá cũng 150.000 đi. Đó. Rồi tiếp theo sang bên này là những cái hình dáng hương đuôi cáo này, đuôi chồn này. Em đã chia ra theo từng hình để giao lưu cùng cô chú ý chị nhé. Ở bên này là những cái giò dáng hương đuôi chồn. Chậu dáng hương đuôi chồn này thì hàng này chưa có nụ. Chậu số 1 này có 3 cây. Một chậu 3 cây đẹp như thế này, bản lá rất là to đẹp luôn. Em bán chậu chồn này với giá 320.000 cho chậu chồn số 1. Chậu chồn số 2 gồm có 2 cây. Đó, 2 cây mướt đẹp như thế này, em bán xanh mướt lắm, 340.000 cho chậu số 2. Chậu số 3 với giá 280.000. 280.000 ở đây có 2 cây đẹp nhá. Một cây này xấu vặn vẹo này. Đó, 280.000 cho cái chậu này. Hình tiếp theo là hình số 4 với giá 300.000, có 2 cây bản lá to đẹp. Đó, 2 cây như vậy nhá. 300.000 cho chậu số 4. Chậu số 5 với giá là 250.000. À, 280.000 cho chậu số 5. Chậu này có 3 cây. 3 cây ạ, cây này thì hỏng ngọn một tí nha, cây bên này với cả đây, cây này với cả cây bên dưới này còn còn nguyên đẹp nhá. Với giá chỉ 280.000 thôi. Và chậu số 6 với giá 250.000, em có một cây duy nhất này, một cây duy nhất. Cây bên này thì là đang bị gãy cây mẹ nên hỏng mọc cây con lên. Chậu số 7 với giá 300.000. Có 2 cây. Đây, 2 cây như vậy. Đó, cô chú anh chị nhìn kỹ cho em. Và chậu số 8 thì em bán với giá là 300.000, cũng có 2 cây ạ. 2 cây này. Đó, 1 cây này, 2 cây này, 300.000. Và chậu số 9. Chậu chồn số 9 đẹp lắm cô chú anh chị này, lá mướt đẹp luôn. Chậu số 9 này có 2 cây đều nhau, lá mướt đẹp. Chậu này em bán với giá là 340.000.
chậu số 10 với giá là 320.000, có một cây to đẹp và một cây này nhỏ hơn. Đó. Rồi sang bên này là hình dáng hương đuôi cáo. Hình cáo đầu tiên đó là hình số 11. Một cây nụ xanh biếc rất là đẹp đây rồi. Đã nhìn thấy nụ rất là lớn đây rồi. Hình này có tất cả là 9 cây cáo. Em bán hình này với giá là 180.000. Tiếp theo hình số 10. Hình số 10 này có tất cả là 5 cây cáo xếp rất là đẹp. 5 cây cáo xếp V xếp rụt đẹp nhá của chú chị nhá. À, cây này xếp V đẹp này. Đây đang nhú nụ. Cây số 2 cũng xếp V rất là đẹp luôn. Này. Hình này có 5 cây cáo xếp V đẹp. 5 cây cáo xếp V đẹp như vậy em bán với giá là 300.000. 300.000 cho hình cáo số số 12. Hình cáo số 13. Hình cáo số 13 này có tổng tất cả là 9 cây. 9 cây cáo ở hình số 13 này cũng có những cây bản lá tròn đang nụ này cô chú anh chị này. Đó, đây ạ, cũng có vài cây đây, cây này chưa thấy có nụ à? Cây này bản lá tròn rất là đẹp luôn, nhưng cũng chưa thấy có nụ. Rồi chỗ này có 9 cây như vậy em bán 180.000 cho hình này. Và hình tiếp theo cũng là một phần cáo xếp sinh nhá. Một phần cáo xếp sinh. Đây ạ, nhiều cây cáo xếp V và cũng đang nụ. Đây này, cô chú anh chị này. Phần này có tất cả là 5 cây. 5 cây cáo đẹp như thế này. Em bán hình này với giá là 230.000. 230.000 cho hình cáo này nhé. Tiếp theo là hình số 15. Hình số 15 này có tất cả đây. Đây là một rề 3 cây này. Đẹp, xếp rất là xinh này. Rồi bên này có thêm 4 cây nữa. Tổng tất cả là có 7 cây. 7 cây hình cáo này với giá 180.000. Và hình tiếp theo hình số 16. Hình số 16 này có tất cả 22 cây cáo nhỡ nhỡ. Cô chú anh chị này. Nhỡ nhỡ, mướt, lá mướt, cong đẹp, xanh đẹp như vậy. Giá 200.000 có 22 cây. Hình tiếp theo là hình số 17 với 16 cây cáo. 16 cây cáo ở hình số 17 này. Em bán hình này với giá là 180.000. Hình số 18 cũng với giá 180.000. Có tất cả là 25 cây cáo luôn. Hình số 19 có 19 cây cáo với giá 200.000. 19 cây cáo khá là to đẹp. Hình số 20 với giá là 180.000, có 9 cây cáo to nhé, 9 cây cáo to, đẹp, với giá là 180.000. Và hình số 21, 7 cây cáo to đẹp, với giá là 200.000, 7 cây cáo to đẹp nhé, 200.000. Và hình số 22 là một cái hình cáo gồm 3 cây xếp V đẹp tuyệt vời, lung linh luôn. Đấy, cây này đang nụ này, đó. Xếp V đẹp như vậy nhá, cây số 1 này, cây số 2. Bây giờ để mà có được những cây xếp V thẳng và đẹp như thế này thì thực sự rất là hiếm luôn. Và cây số 3 cũng, cây này cũng đang nụ. Một cái nụ này bị hỏng mất rồi sao ấy, đó. Rất là đẹp. 3 cây cáo xếp V đẹp như thế này. Em xin phép bán hình này với giá là 400.000. Đó là hình số 22 và hình số 23. Hình số 23 này với giá là 180.000 cho hình 23. Có tất cả là 9 cây, hình 24. Hình 24 này với giá 170.000, có tất cả là 7 cây. Và hình 25 với giá 160.000, có tất cả là 12 cây. Và hình số 26 cũng là một cái hình cáo xếp V, có 6 cây cáo xếp. 6 cây cáo xếp ở hình số 26 này với giá là 250.000. Hình số 27 với giá 170.000, có tất cả là 10, có tất cả là 16 cây cáo. Hình số 28 có 22 cây cáo, 22 cây cáo mướt như vậy với giá là 180.000. Và hình 29, cô chú anh chị nhìn cho em. 3 ngọn cẩm báo khủng long. Rất là to luôn. Cái hàng này thì cẩm báo này thì thơm từ thân lá luôn. Này thì về lên một giò tuyệt vời luôn. 3 ngọn cáo khủng long to đẹp như vậy. Cái ngọn này thì cái lá của nó non. Về nó bị mất nước này, hơi vẹo vọ một tí nhưng không có, chưa có hỏng ngọn nhé cô chú anh chị nhé. Đây. Đó. 3 ngọn cẩm báo khủng long này em bán với giá 250.000 cho hình số 29. Hình 30 cũng là 3 ngọn cẩm báo đẹp, ngọn này có 2 cái vòi nụ đang vươn lên này, nhưng mà cái nụ này bị hỏng mất rồi, một nụ nguyên thôi. Thì em bán với giá là 200.000. Và hình tiếp theo là hình số 31, 200.000. 200.000 cho rất là nhiều cây cẩm báo đẹp, xếp đẹp, cây này đang nụ này, trời ơi xinh quá. Cây số 2 này, cây số 3, 4, 5, cây này cũng đang nụ. Cây số 6, cây số 7, 7 cây cẩm báo nhé, 200.000. Rồi tiếp theo là hình số 32. Một giò dáng hương đuôi cáo có 4 ngọn nhé, cô chú anh chị nhé.
bốn ngọn đây. Đây, bốn ngọn như xinh xinh như vậy. Em bán hình này với giá là 160.000. Tiếp theo là hình số 33. Hai ngọn cáo xếp này cô chú anh chị này. Hai ngọn cáo xếp V. Và hai ngọn này đều đang nụ này. Một nụ này. Đây, cây này cũng đang nụ này cô chú anh chị này, đó. Cặp cáo này, cặp cáo này. Em bán với giá là 250.000 nhá cho hình số 33. Và hình số 34. Ở một ngọn cáo bản lá mít xếp. Hình số 34. Đó, ít cặp lá thôi nhưng mà lá bản lá rất là đẹp, thân tím đẹp như vậy. Ngọn này để làm giống nhá cô chú anh chị nhá. Em bán hình này với giá là 150.000 cho hình 34. Hình 35 là một giò nguyên bản. Nguyên bản có hai ngọn to đẹp, bản lá to nhá. Bản lá rất là to, dày, đẹp như vậy. Đó, hình này có hai ngọn đẹp như vậy nhá. Em xin phép bán hình này với giá là 250.000. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hôm nay bên em đang có ạ. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi và ủng hộ cho kênh Lan Rừng bên em. Em xin phép dừng clip ở đây ạ.